Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây me Thái nha, với một số cây mai chiếu thủy, với một số cây nguyệt quế nha. Lá xoắn một chùm, là trái của nó nè, trái còn hơn hải châu nữa anh chị, quá trời trái luôn. Nguyệt quế mà vừa bông vừa trái luôn ha. Cây mã số đầu tiên là 270. Đó, cây me Thái nha, bảo hành 100% me Thái cho mình ha. Tại này em mới tỉa đây nè, nửa hổm hồi đó nó ra đọt là đỏ cây luôn đó anh chị. Hoành 35. Hoành 35. Chiều cao 80. Chiều cao 80. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50, mã số là 270 nghe cô chú anh chị. Nó cây rất là đẹp ha, cây sống khỏe từng chậu. Cái này em không ship chậu anh chị. Tại năng đầy nguyên cái chậu đó luôn rồi. 270. Đó, cây khá là đẹp. Rồi, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi để cho cô chú anh chị là 2,3 triệu ha. Rẻ luôn anh chị ơi, 2,3 triệu em bao ship luôn ha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp luôn nha. Rồi tiếp theo cũng là cây me Thái đó nghe cô chú anh chị. Đó, cây cốt cành này nó ra trái, mấy cây này đã cho trái rồi hết nha anh chị. Đó, ổng nó cho một đợt bông, đợt trái hết trơn này. Cụ đế 271. 271, cốt cành nuôi rất là to hết rồi nha anh chị. Hoành 33. Củ trà bá luôn nè, hoành 33. Chiều cao 85. Chiều cao 85. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50. Đó, cây rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị. Củ đế trà bá luôn. Me Thái nha, xài trái lắm nha anh chị. Già lắm rồi, nuôi lâu lắm rồi. Sống khỏe từng chậu ha. 271. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,5 triệu nha. Bao ship tặng nhà luôn, để giá yêu thương cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. 2,5 triệu em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Này đóng khung đàng hoàng của chú anh chị luôn đó. Rồi, tiếp theo 272. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Củ trà bá luôn nè. Hoành 30. Hoành 30. Cốt cành rất là đẹp nha chị. Chiều cao 83. Chiều cao 83. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50, me Thái nha anh chị. Đó, bảo hành 100% me Thái cho mình luôn nha, đọt đỏ đàng hoàng nha. Này em mới tỉa lại nè. Đó, nữa nó ra đọt ra trái là cực kỳ phê luôn ha anh chị. Đó, cụ đế ha. Rồi mã số là 272. Rồi cây này cũng 2,5 triệu nha anh chị. Tống khung đàng hoàng của chú anh chị mình chơi. Đó, Tết chơi ra đầy trái là ok lắm nha anh chị. Mã số là 272, bao ship tặng nhà luôn nha. 2,5 triệu. Rồi tiếp theo 273. Cây này hôm em mới ấy lá lại nè. Đó, nó ra đọt non, lúc nó ra đọt non là đỏ cây cho nghe anh chị. Giờ lá nó hơi già. Hoành 41. Hoành 41. Chiều cao 93. Chiều cao 93. Đường kính bầu 50. Này me Thái nha, mấy cây này cho trái rồi hết nha anh chị. Mã số là 273. 273 nha cô chú anh chị. Đó, củ bành kỳ ná luôn. Rồi cái này 2,3 triệu thôi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. 2,3 triệu ha. Cây me Thái nha anh chị. Tiếp theo là lô nguyệt quế nha anh chị. Đó nè, trái của nó nè, nó mới tàn được bông ha. Trái của nó là giống còn hơn là cái hải châu nữa. Nguyệt quế vừa chơi bông vừa chơi trái luôn nha anh chị. Quá trời hậu, đỏ hổm nó cháy nhiều lắm nha, rụng bớt rồi đó. Mã số tiếp theo là 275. 33. Bên đây là 33 ha, còn nguyên đo nguyên củ bự rồi luôn nè. Nó nguyên củ bự luôn nha. Đại đi. Cái này là 55. Chỗ đó là 55. Gỗ sành đen luôn. Chiều cao 1,08 m. Chiều cao 1,08 m. Đường kính bầu 60. Đường kính bầu 60. Nó quá đẹp luôn nha anh chị. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,3 triệu thôi. Hữu nghị luôn. Cây rất là đẹp ha. Trái vừa chơi bông vừa chơi trái luôn. 2,3 triệu, bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi, tiếp theo. Đó, 276. Cây được khủng bố bà ba luôn nha anh chị. Sống khỏe từng chậu, mấy cái này không ship chậu được nha anh chị. Ồ, nó to bự kìa. Trà bá lưỡi luôn. Mã số là 276 nha anh chị. Hoành như em. Hoành 45. Hoành cây này 45 lận nha anh chị. Hết biết nó to. Chiều cao 87. Chiều cao 87. Đường kính bầu 60. Đường kính bầu 60. Này mà về anh chị mà vô cái chậu bự luôn cái nó ha. Đẹp dữ dằn lắm ha. Rồi mã số là 276. 276 hết biết luôn nha anh chị, cây to lắm, sống khỏe thường chậu luôn, hết biết bự nè. 276 rồi, cái này em giao luôn anh chị 3,5 triệu thôi, bao ship tặng nhà cho mình luôn, đóng cái khung đàng hoàng cho anh chị chơi ha. 3.500.000 nha. Tiếp theo nó hết biết cây này đẹp luôn nha anh chị, nguyệt quế lá sắn muôn chùm ha. Đó, cái này bể đế đẹp quá trời, cái bể luôn nè, giữ dần cái bể luôn ha. Mã số 277. Rồi em đo thử cái eo này, cái coi nghe eo này ha. Rồi đúng rồi, 53 ha, chỗ này eo này thôi 53 nè, còn bể giữ dưới này nó bự nữa. Hoành thăng 32. Hoành thăng 32. Chiều cao 1m3. Chiều cao 1m3. Đường kính bầu 70, mã số là 277. Cây cực kỳ đẹp luôn chị ơi. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi 2,5 triệu thôi anh chị ơi, bao ship luôn ha. 2,5 triệu em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, cây khá là to nha. Tiếp theo cây cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị, mã số là 278. Hết biết luôn. Rồi, đâu hoành luôn em ơi. Quá trời cái bệ, mấy cây này bệ dữ lắm bệ nha anh chị. Hoành 45. 45 hoành. Chiều cao 90. Chiều cao 90. Đường kính bầu 60. Đường kính bầu 60. À, cây này đẹp lắm nha anh chị. Sống khỏe thường chậu hết rồi. Rồi cái này em để rẻ anh chị 2,9 triệu rồi. Bao ship tặng nhà luôn, 2,900.000. Đó. Cây bệ đế nè. Cốt cành cái này cũng bự hết trơn anh chị nè. Mã số là 278. 2,9 triệu em bao ship tặng nhà cho mình ha. Tiếp theo 279. Ồ, cây này đẹp lắm nha anh chị. Đó, anh chị coi nhìn nè, trái nó thôi rồi luôn nè. Hết biết trái luôn nha anh chị. Hoành 33. Hoành 33. Chiều cao 1m37. Chiều cao 1m37. Đường kính bầu 55. Giống Hải Châu luôn này chị ơi. Nguyệt quế lá sắn muôn chùm nha anh chị. Đó. Rồi, mã số mấy em? 179. 179. Rồi cái này em để rẻ của chú anh chị mình là 1,9 triệu thôi, bao ship tặng nhà luôn, 1,900.000 nha. Bao ship luôn nha của chú anh chị. Cây to đẹp lắm ha. Rồi bộ đế anh chị coi nè. Thấy gì chứ bộ đế này chưa bự ra ha. Cây sống khỏe thường chậu mình yên tâm ha. Khá ha nè, bệ đế quá trời bệ đế luôn nha cô chú anh chị. Đó, nguyệt quế lá sắn muôn chùm, cái này gì anh chị về vô chậu mà chơi thôi ha, chơi Tết ha. Mã số là 85 nha cô chú anh chị. Bệ đế rất là đẹp ha, để giá cực kỳ mềm luôn. Hoành 36. Chiều cao 85. Chiều cao 85. Đường kính bầu 44. Mã số 85, cây này 1,5 triệu đó anh chị ơi, để rẻ luôn nha chị, bao ship tặng nhà, giá này rất là hữu nghị ha. Tiếp theo mã số 92, cây này rất là đẹp luôn nha anh chị, nguyệt quế lá sắn muôn chùm nha. Đó, hết biết cái bệ ha, cây sống khỏe thường chậu nha, tại em mới nhổ chậu ra nha anh chị, mới chỉnh lại. Hoành 33. Hoành 33. Chiều cao 1m03. Chiều cao 1m03. Đường kính bầu 55. Mã số là 92. Rồi cây này em để rẻ của chú anh chị mình 1,9 triệu thôi, bao ship tặng nhà luôn ha. Đó, rất là đẹp nha chị, nguyệt quế lá sắn muôn chùm nha. Này là khi không nổi luôn nha chị, khi không nổi luôn em mới để ha. Ôm đo hoành, cây này mà đo sát bộ đế dữ lắm luôn, bự nha. Này đo cái eo thôi ha. Hoành 52. Eo là 52 mà em nói đối mà đo sát chuông dưới này ha, nguyên cụm này nè là không trên 60 em mới sợ ha. Chiều cao 1m28. Chiều cao 1m28. Đường kính bầu 82. Đường kính bầu 82. Cây này phải vô chậu 1m nha anh chị, để giá cực kỳ yêu thương, cây mới bứng về luôn ha. Đó, tại này nặng quá khiêng không nổi luôn. Đó, quay cho này quế em cũng còn rất là nhiều ha. Cây phôi nè, cây này cây mới bứng về nha anh chị. Rồi cây này thì em để giá hữu nghị luôn, mã số là 449 nha. Cây này để cho cô chú anh chị mình là 3 triệu ha. À, giá cực kỳ yêu thương nha. Này mà không mua nữa là em không biết đường nào luôn nha. Đó. Theo là cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm nghe anh chị, cây mới về luôn ha, tàn bay cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, bệ đế nè, quá trời khủng cái bệ đế luôn ha. Em quay sơ cái bệ đế cho cô chú anh chị mình xem trước nha. Đó, đó khủng khiếp luôn anh chị. Rồi em tiến hành đo hoành dùm anh cái là em đo tuốt trên luôn đó nha anh chị. 62 ha, dưới này là khoảng 77 ngoài xiền luôn ha. Rồi tàn bay thì tầm cỡ 2m nha anh chị. Đó, tàn bay tầm 2m. Rồi anh vô quay lên một vòng cho anh em xem cái ha. Cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha, hàng khủng nha cô chú anh chị, mới về luôn. Đó, này hết được luôn, quay ngược lại. Đây là toàn là hàng to và đẹp không nha anh chị. Đó. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.200.000 nha. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, nguyệt quế lá sắn bông chùm. Hết biết cái bệ đế dưới này dữ lằn luôn nha anh chị, tại chưa có mồi tới nữa đó. À, dáng bay cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, 3.200.000 em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Rồi tiếp theo 163 cũng là cây sapoche nha anh chị. Cây đang cho trái chưa nha. Người ta phá vườn đó anh chị ơi, mà người này hồi đó trồng kiển nha. Nó đó cái cây dáng bay cực kỳ đẹp nè chị coi nè ha. Dáng bay nè. Đó, sapo khá là dễ sống ha. Nè cắt mũ không là mới đào luôn đó chị. Đó, đàn bay này em quay kỹ ha. Nè từ đây nè chị coi nè ha. Nè. Đó, nó lắc lượn lên tới đây ha. Mã số là 163. Cây cực kỳ đẹp nha. Nè bộ đế nè. Đó, nở ra nè. Rồi em đo cái hoành trên này thôi. Em đo hoành eo thôi nghe đó anh chị. Hoành 23. Hoành eo là 23. 1,5 mét anh chị ơi. Từ đó từ đầu này tới đây là 1,5 mét. Đó, mã số là 163. Rồi cây này em để ghẻ của chú anh chị mình là. Rồi để cái cây này chú anh chị là 1,9 triệu đây ha. Bao ship tặng nhà luôn ha. 1.900.000. Cây sapo nha. Đó, 1,9 triệu. Bao ship tặng nhà luôn. Với Mỹ cây này thì nè, cụ đế luôn nè. Với Mỹ nha. Rồi, đo hoành chỗ này cho anh đây. Này là mới nhổ luôn nha chị nè, nó nằm nguyên cái sọt luôn á. Mã số 167 nha. Hoành 43. Hoành này là 43. Đó. Cái thăng đó là tăng 20, chiều cao tới rễ luôn là 87. Chiều cao tới rễ là 87. Đó, với Mỹ nha. Mã số là 167. Đó, cây khá là đẹp nha. Rồi cây này em để rẻ của chú anh chị luôn, 350.000 bao ship, không đường nào rẻ bằng. Cây quái lắm nha, 350.000 cái này. Anh chị nữa mà chơi có cộng đường đế nè, bao ship luôn ha, không đường nào rẻ bằng luôn anh chị, 167. Rồi tiếp theo, đây cây gừa nha anh chị. Đó, nè, cây gừa nha, cây gừa quái nha. Quái dị luôn nha, anh quay sơ sơ coi. Mã số là 168. À 168 nha, cây gừa nha. Đó, cây này thì nữa em bó bầu cho mình luôn ha. Đó, rồi, cây này thì cây này cỡ cùm chân nha. Rồi đo cái hoành thử coi nha. Này đo cái hoành thử coi. Hoành 22. Hoành 22, chiều cao. Chiều cao tới đây luôn là tới rễ là 63. Chiều cao tới rễ là 63, mã số là 168. Rồi cây này em để rẻ luôn. 120.000. Đó, bao ship luôn. 120.000 bao ship luôn nha, bao ship. Rồi tiếp theo, cái mai chiếu thủy Trung Nu nha anh chị. Đó, lá chung ha. Hết biết Trung Nu mà cây hết biết nó bự nè anh chị. Ồ, cái bệ hết biết nó bệ luôn ha. Nè. Lá chung nha, có lá sẵn cho mình coi luôn ha. Em đo nguyên cái bệ luôn rồi. Nguyên cái bệ dưới nha, bệ đặt nha anh chị. Quanh cũng 70. À, bệ đặt là 70. Đó, cái thằng, đo cái thằng đó nè. Rồi, đây này, rồi. Quanh thăng 35. Quanh thăng 35. Chiều cao 78. Chiều cao 78. Đường kính bầu 44. Rồi cây này em để rẻ anh chị 1.900.000 thôi, bao ship luôn. Đó, mai chiếu thủy Trung Nu lá chung nha anh chị. Rồi tiếp theo. Đó nè. Đó, cái này cũng Trung Nu nha anh chị. Đó nè, bông quá trời bông luôn. Nó có cò lắc đẹp ha. Hoành 23. Hoành 23. Chiều cao 92. Chiều cao 92. Đường kính bầu 30, mã số là 113. Rồi cây này em để rẻ của chú anh chị mình là 600.000 thôi anh chị ơi, bao ship luôn. Mai chú thủy Trung Nu ha, giá cực kỳ yêu thương luôn. Rồi tiếp theo cây này lá lớn ha. Đó, da đen lá lớn nha anh chị. Nè, bông quá trời bông luôn. Đó. Này nó ốp giấy lại mấy cái cành nhỏ này nó dập rễ chị thông cảm ngay về đâm chồi mới thôi, tại em bắn phôi nha anh chị. Cái này cây phôi ha. Hoành 31. Hoành 31. Trên cũng co lắc rất là đẹp luôn kìa. Chiều cao 1m28. Chiều cao 1m28. Đường kính bầu 32. Rồi em để rẻ cái này luôn chị ơi, 550 thôi, bao ship luôn, giá hữu nghị luôn ha. Mã số là 114 550 ngàn. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150 ngàn 1 kg. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150 ngàn 1 kg. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120 ngàn. 120 ngàn em bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp, nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Theo bán là nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. Một lưỡi như thế này là 80 ngàn em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn chị cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80 ngàn cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80 ngàn em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao có sắc bén cho quý anh chị luôn. Mở ra cắt dây nhôm mà không bán thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm là tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á. Em sử dụng cái này để em uốn cây cắt kẽm á, để sẵn là tỉa luôn cũng được. Rất là ok ha, gọi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Cây này thì giá là 150 ngàn một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của các cây á, mặt cắt của các cây á. Nó sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó cô chú anh chị để dán lên những cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó mình pha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. Keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chị. Này rất là dày nghe anh chị nè. Nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú chưa xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho gọi là mình dán lên vô ha cô chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70 ngàn, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70 ngàn một cuộn. Cuộn như thế này 70 ngàn nha. Mới về, hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh đó. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn. Anh chị về mình không bán thì trả lại hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150 ngàn. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật. Đảm bảo chất lượng ha. 150 ngàn. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350 ngàn, 390 ngàn một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng lại này em đã xài rồi nghe cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo các cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là kéo tỉa là đồng giá nha cô anh chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mít nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Đó, em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bán luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cặp xéo cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc này anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M Zatonic nhiều nghe anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. À, lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá này nghe quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì cứ liên hệ.